cái kia trước quốc rồi, hai cái luôn cái này rồi. Tới rồi mẹ ơi, tới rồi nè. Đó, cá nè, giờ múc miếng nước để cho nó nóng. Cá ừ, mình ăn hồi đang có bị khô quá anh. Bị khô không? Ừ. Rồi. Em chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Ngày mới nhiều niềm vui trong cuộc sống cả nhà. Sáng sớm nè, mưa lầm gầm nữa. Rồi. Giờ đứng dưới mấy này thì cả nhà cũng hiểu rồi đó. Cái sạn hai chồng ra vuông nè, kiếm đồ ăn rồi cả nhà. Giờ đi đổ lú nè. Kiếm gì vô nấu ăn cả nhà. Có tôm thì lụm tôm, có cá lụm cá, có cua lụm cua luôn. Không có xô sẵn gì. Không xô sẵn nè. Rồi. Nếu mà không có tôm, có cua, có cá là không có gì lụm anh luôn. Rồi đi mới sáng sớm rồi lụm hai chồng con. Rồi mình đi xuống nha, mình giỡn lúc cả nhà. Đẩy ra cho đại ca. Phải đi đàng hoàng nha. Nghiêm chỉnh đàng hoàng à. Đầu nhỏ cho bá. Ủa, nó bự cho bá luôn, phóng nó cái thủng. Trong hang nó ra vậy thôi. Nè thấy nó núp đầu dưới này. Dưới hay là dưới cái xuồng á, cái mình đẩy cái là nó động á. Ừ. Mưa lầm gầm nó gà con cũng đi. Đi ra ngoài chỉnh ăn con này con kia nó ăn vậy chứ mấy mau lớn. Ủa anh à, mấy con gà của à, gà của anh hay là mấy gà của không bắt của bà ngoại vậy? Mấy gà bà ngoại bắt đó. Ủa là chở của Nam lớn đó hả? Ừ. Không em đâu để ý đâu. Mấy mấy bên này gà bự đó mà. Ủa là ký vậy anh? Ừ. Không, ôi chị nhanh nha. Anh bắt nó thử vô tay tròn ngu rồi. Vậy mấy con gà đâu bị chai đâu không? Hổm mình sợ nó bị chai á. Không lớn á. Ừ, cho nó ăn đủ mà. Không gần bắt cỡ lâu rồi ta? Được, hơn nửa tháng chưa? Hơn cả tháng rồi không? Cỡ đó. Chưa tới 1 tháng nữa. 22 ngày. Bữa nay bự hết rồi. Mưa lầm gầm. Đúng là có tay nuôi nha. Đi sầm mưa lầm gầm. Ừ, cá nó chạy. Mà có cá rồi. Này, cái đầu lú. Một cái. Tôm cùi không? Gù gù rồi. Cá gì vậy? Cá phi gì vậy? Ừ. Chở hết lôi lên đi, đặt lại. Con cá bóng hả? Ừ, chết quốc rồi. Ờ. Rồi. Rồi, không có cái nhớp. Ồ. Xong rồi cả nhà. Ê nha. Đặt lại lê qua lúc kỳ trước quốc rồi, hai cái luôn cái này rồi. Có không? Có không? Có cua. Cua cả nhà. Cua cả nhà. Cua. Được. Nó. Đổ vô cái xô này. Rồi, con cua. Em vuông nè. Nghe cua gặp đang đấy. Còn nữa không? Hy vọng. Ừ. Có gì tôm. Ý con cua nhỏ nè, mà cua này chắc mình thả đi. Để xíu. Con tôm với con cua. Con cá lóc chết, cá lóc con ra. Cá lóc con chết lên trời bá lên trời. Trời, con cá lóc này vô còn ăn được không luôn? Được không? Được mà, nó mới chết. Được con tôm, con cua nhỏ, con cá lóc luôn nè. Cá lóc này mới chết rồi.
chở luôn, dở rồi đó. Để con gắn này em cột lại cái người dở luôn. Ừ. Để hồi mình lậm cộng. Dòng cái nhà. Hai con cua. Con tôm sút ấy, trời 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 mà nó nhảy. Lần sau này khỏi à. Ăn được u tôm bự anh. Quá. Tôm này chắc có khoảng 30 con ký á. Mạnh ghê luôn. Đi dọn cái đúng này. Ồ. Oh. Kìa. Kìa. Kìa kìa con tôm kìa, vũ xuống, vũ xuống. Ừ, ok đó. Ừ, con cá này nó chết rồi. Ơ, coi dựng e ngoài nè. Ừ, con cá chết vũ đầy người thú quá. Ôi, ôi, vậy, đầy mặt luôn rồi, thú quắc luôn rồi. Còn nó không? Nó hết tôm rồi. Đang con nữa nè. Ồ. Hai con luôn hả? Bắt ra để đem cá sình này nó ừ. Nó dãy nữa vô mặt. Dãy hú quắc à. Sình nó chết sình nằm. Quá gì chết sình. Chết sình để mới làm gì không anh? Làm gì? Vụ cua vô. Ừ. Mấy con tôm mới nè. Rồi, giờ lú cũng đặt lại giống như cũ rồi. Cái lú cát rồi quay. Xong đi tìm thêm mấy lú khác. Mưa lầm gầm nữa. Mới tạnh mấy lầm gầm. Sớm rồi, ngày nào cũng mưa hết. Có à. Lên. Có. Cá chết rồi mày. Có. Nó đã dậy đó. Ồ cá nó chết với con lịch lên nó chết hay nổi rồi. Thấy không? Nổi rồi cả nhà. Trong mấy trong. Được con tôm nữa nè. Con tôm là lấy con. Chừng lẽ con còn lại mấy con. Mùa nước này mưa tôm này kia rồi chết cá chết. Nó dậy mạnh luôn đó. Muốn tét tay luôn. Con tôm mới ra đặt lú lại đi tìm cái lú khác nữa. Giờ tới cái lú khác nữa nha. Cha bữa nay cho đặt con đưng luôn. Đặt vô đưng luôn, không biết có không. Cho em gù. Em chống lại, em chống lại cái đài mát cái đầu vô. Mát cái đầu vô rồi, đã đầu kìa. Em rù cả nhà. Ở à, này sáng chim kêu. Dạ cả, qua đầu kia. Ở không có rồi lên dẫn báo. Đi dẫn đi. Rồi đâu đó không có luôn à. Đâu đó em dở lên thấy nó bụp bụp quá. Không dở đâu, dở đâu đó luôn không? Chắc không có đâu. Đi lên nhà dẫn đi, coi sáng nơi trai đổ lúi với chồng có không? Dở cái đầu này không có đâu, kia nãy nghĩ dở luôn á.
tới rồi mẹ ơi. Ừ. Tới rồi nè. Chưa cho mẹ nó vợ chồng báo đó. Sáng cha đặt lúa xong có tôm mẹ. Không đặt đâu. Không đặt luôn hả? Chào cả nhà. Ê quay cái đầu em lại. Trời ơi trời. Ta lái ghê gớm. Ta lái gì mà sắn tùm lum la. Đó. Giờ lên. Rồi qua vườn có gì guồn cái đó. Ô cá phi bự chết à. Em. Ồ, cũng còn cứng rồi mẹ. Còn cứng, còn nó mặn mắm. Giờ đi lên đặng qua cái giường bên kia đặng coi có gì. Lụm cái đó. Lụm cái đó. Rồi, giờ bước lên. Đây, lên mẹ có luộc sẵn phần mì buổi sáng rồi, ăn luôn em. Ừ. Nó hỏi trời, hỏi luộc cái gì? Hấp cơm. Ôi trời, phần mì sượng ngon rồi mẹ. Ừ. Cái này nó sượng hay là tại nó còn nhỏ ta? Ngon biết rồi. Ngon. Không có bọt, ăn đỡ ngán anh. Ừ. Em thấy mày này nè. Ngọt. Lên cái có độc ăn liền ha. Ừ. Hàng kia mẹ nói báo tới bà con ơi. Chắc bà nghĩ là rồi hai đứa lên, hai đứa nó lên chắc gọi dĩa phải mì là xong rồi, nó có biết chứ. Mẹ ăn chưa? Ăn rồi. Đang sốt ruột nữa trời, nhỏ mấy đứa sốt ruột quá. Em có đồ ăn liền ha. Mẹ có đồ ăn liền. Anh ngủ nè. Trời ơi. Nó nhỏ. Nói em báo anh còn dữ hơn em nữa. Lúc là hai chồng báo. À, không ngủ hay mày qua bên giường bánh coi có gì luôn. Bên có gì mà? Có chuối không? Có chuối đó, lấy cái này cài thật đi. Có chuối. Cái tờ chỉ nè. Ừ. Có chuối lấy cây thật đi. Ừ. Mày bán bẻ bóp chuối. Thì cho anh tính tiếp. Ừ. Giờ đi qua bên giường kiếm bắp chuối. Có không? Đâu? Xử bắp đó luôn hả? Ừ, bữa rồi đấy luôn vậy. Ghê. Yeah. Nó dột rồi, chặt hay mẹ làm sao? Lấy cái mũi dao đâu, chọt cái chân cho nó về thụt luôn, đẩy xuống nữa ấy gì vậy? Xích dưới vô. Này có không? Ừ. Vậy đó hả? Ừ. Đẩy vô. Nó chết trai, đẩy như sao, đẩy như ngán luôn đi. Được rồi, được rồi. Ồ, 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 ồ. Chối. Một bắp được hả? Con bắp thì lụm bắp nha. Hết hả mẹ? Bắp một à? Chào nha, làm cái gì bên đó thì nghe sụt sụt đi. Chào. Ông chùm lên trong đó luôn à. Chào. Chơi. Làm gì Mỹ bên đó vậy? Bằng phẳng rồi vậy. Dạ. Nó phải bằng phẳng. Dài, vô trong quay vô trong hả? Tưởng mấy con tôm à? Chứ hai con cua nhỏ. Cha nhà cho còn con nào không? Con xin dạy con ai? Trời ơi. Cha nhà trong nhà cha còn con tôm nào không? Con xin dạy con ai? Vậy hả? Chuối hả? Mấy cái đất này còn không mẹ? Cảnh còn chanh, để chừng nào hết ha hả em bẻ nữa. Giờ chắc tính nấu món gì em? Bắp chuối với tôm rồi nằm tính nấu gì? Này đâu muốn bấm ăn hay nè. Ngày ngày hại rồi trời ơi. Ngày biết cái ừ. Sao em hỏi anh hỏi mẹ vậy? Thôi em hỏi anh rồi em biết anh hơn. Thôi em hỏi mẹ cái mẹ ai biết. Rồi nó chơi lâu dữ rồi cũng chưa ăn bún mắm mà em với mẹ nấu mà bữa nay nấu anh ăn thử coi ngon cái cỡ nào. Sẵn rồi chia sẻ cái cách em nấu luôn ha, cho cơm cho mấy anh mấy chị ai thích nấu theo em thì nấu theo em. Hồi lần có mấy chị lên bình luận kêu vợ
chia sẻ cách nấu. Chia sẻ cách nấu của vợ. Bữa nay đâu vợ chia sẻ thử coi ngon tới cỡ nào. Bây giờ vậy có nhiêu đây thôi, chứ mình đi chợ đi mua thêm cái gì đi về nấu cho nó đầy đủ. Rồi. Rồi mình đi. Vô. Rồi mẹ lắc nó chống lên nè mẹ. Ừ, tí thì mẹ chống lên. Rồi, vô đi, vô gần chống về chảnh đi chợ nha. Lên tới nhà cả nhà. Đổ lú cũng được hai con cua với năm con tôm với xin cha mẹ được cái bắp chuối nè. Mà chắc vợ đồ đó muốn mắm nhiều đây chắc không đủ rồi, nhiều đây phải đi chợ thêm. Giờ hai chồng em thay đồ đi chợ kia lần mua về nấu. Con cua nhỏ chắc biến rồi. Hiện cua nhỏ thả đi. Mẹ cũng lên nãy giờ đó nha. Bây giờ sắt cống dưới nha. Mưa lớn quá các em không có quay á. Giờ mẹ cháu chuối, hai chồng em mình đi chợ, đợi tạnh mưa đang đi chợ. Mua chả này kia rồi. Thêm này kia đang đầy đủ đang về nấu. Nồi bún mắm hoành tráng này mẹ không? Mấy cỡ mười mấy ngày chưa ăn bún mắm không? Có à, nó khá rồi chứ mười mấy ngày gì. Dạ. Giờ sắt mỏng mỏng là vậy đang bỏ vô số bún là ngay bài bắp chuối. Giờ hàm cho mẹ thấy bắp chuối hai chồng em đi chợ. Sắt ở đây cái đầu mình xào trái ra hết thì cái đầu mình ngâm nước cho nó trắng bắp chuối vậy. Dạ. Giờ đi. Trời mưa quá cực. Ngồi trước nhà mưa lội sình đi. Trơn trơn sao đi té cười chết. Cơm mất quá nhà đổ lú có mấy con giờ mua mới giờ nấu. Ông Sơn hôm nay sao ổng khỏe vậy? Ở đây mua bún mua rau chứ mua mắm này thêm. Mua xong về. Rồi hai chồng vừa về tới nhà cả nhà. Giờ mua những món gì để vợ nói coi. Đầu tiên nấu bún mắm không thể thiếu đó là mắm. Bột mắm hay 1 kg mắm nha. Bún, rau ăn kèm, rau muống. Tại nãy em thấy sợ ít bắp chuối nên em mua thêm miếng bắp chuối, giá hẹ, giá đây hẹ đây, rau găm. À này là ngải bún. Phải có ngải bún rồi. Phải có ngải bún nó mới thơm. Này chả cá để hồi em chiên lên ăn kèm với bún cả nhà. Đây còn cá lóc, củ nụ ngũ đồng. À, sáng em hai chồng giả lú được mớ tôm này với em mua mớ thêm nữa sợ không đủ ăn. Mẹ em sắp bắp chuối nãy được nhiêu rồi cả nhà. Ngon. Nãy sợ ít đó anh, em mua thêm á anh. Mà bắp chuối anh thấy bắp chuối ở chợ bán đâu có bằng đâu. À, sao sao bằng? Sao sánh à. Cái này người ta dọn khấu ăn vô dọn khấu luôn. Còn này nó dai nhách. Tẩy vậy trắng. Giờ cần người dai nhách tặng nhưng mà tại em có thì mua đỡ ăn. Gồm mua đường, chà xa rau xanh nhà với lúa thức ăn, rồi gà. Mua cho mấy con chiến kê nó vậy. Rồi giờ bắt tay việc chưa? Rồi giờ bắt tay. Rồi. Mẹ lặt rau đi, con đi bằng cá. Mẹ lặt mấy rau. Rau găm. Có thơm bún mỏ vô có găm thơm. Nó thơm nè. Mẹ bự nó đâu có thơm. Giờ bắt nước lên ăn. Cái nồi nước này để làm nước lèo phải không? Nước bên này là chảo mắm này nha. Nè,
Bịch mắm mà vợ mua sáng tiệm. Mắm cá sặc thấy thơm quá nè. Thơm không? Thơm. Em thêm mắm cá biển nha, mà mắm cá sặc em thêm miếng mắm cá biển của mình vô nữa. Nó cả nhà. Một muỗng vậy đó. Một nồi này chắc em nấu hơn nửa ký mắm à. Cỡ nhiêu? Hơn nửa ký mắm, 600 g mắm. 600 g. Tại mua bịch này 1 ký nè, mà giờ múc nửa bịch để với em thêm một mớ mắm kia nè. Rồi. Thêm mấy con mắm này nữa. Mắm này mắm cá này kêu bằng lưỡi trâu không anh? Đúng lưỡi trâu. Hỏi mình mua với quê anh nè. Cái này gì anh? Không phải. Rồi. Giờ để trong thời gian trong người đợi gã mắm này ngoài bức xả. Bức xả để em bỏ vô đây. Mình lại cá tôm mà với ngải bún giờ để sẵn. Nhớ phải có ngải bún nè cả nhà. Đập xả thả vô luôn nha. Thả vô nồi nước lèo hả? Đúng rồi, cho nó ra. Xả nó nhảy. Em đập em bỏ vô luôn. Này củ cái lá này nó thơm lắm nè. Ừ. Em bấm lại. Bỏ vô trong nồi. Em đập nhảy luôn cả nhà. Nhảy đập dập này nó gà chắc thơm á. Nhầm người biết nó làm gì không? Gì? Nướng nữa. Nướng. Nướng củ nhảy lên nè. Có đợt em làm cho anh ăn em nướng đó. Nhưng lần này em không nướng. Nướng cũng được. Nướng hồng hồng. Đúng rồi, nướng hồng hồng. Rồi giờ em bỏ vô luôn đó nha. Bỏ xả với nhảy vô luôn. Đợi nước sôi cái em cho cá vô với tôm vô. Trời chín sơ cái em vớt kìa. Đúng rồi, vớt nha. Như vậy con cá mình để tới chiều quá. Mà mắm mà lên sôi hơi nghe thơm phức luôn. Ồ. Cái màu này nấu nước nó đẹp nè, cái màu này là nấu nước nó đỏ nè. Ừ. Giờ nước lèo cũng sôi, thả đầu cá rồi vô nha. Thả cá vô trước, tôm nó ăn chín lắm. Tôm đã sao à? Ừ. Cá mình cắt khứa khứa gì đây, hồi tí nữa thôi là mình bỏ cái xương chính giữa. Ừ. Cái thành cái khứa khứa gì luôn nè, cái phanh phanh gì đó. Chưa cho nghe mùi ghiền với xả là thơm rồi đấy mà chưa nghe. Ngại. Lộn ghiền nhớ tầm bậy tầm bạ rồi đó. Ghiền em hay gì? Ghiền em. Ghiền em không? Qua không bao giờ. Giờ có tôm vô luôn cả nhà, chín tôm mình vớt ra trước. Còn sót lại cái túi cá nè. Quá trời cái nồi à. Hoành tráng à. Cá nấu bún mắm mà cái đầu cá là bao ăn ha, ngon. Ừ. Phải mà có bán đầu cá không á, anh lại mua đầu cá không khỏi mua thịt luôn nha. Bởi vì cái đầu mình làm tô ra cái ngườn cái đầu cá. Trời ơi uy tín luôn. Uy tín, chất lượng. Rồi vớt ngải với xả rồi giờ sợ đắng để lâu đó. Ngải này để lâu đắng đó cả nhà, để ít là mới thơm, chứ để nhiều quá là bị đắng. Bị đắng không? Ừ. Để vào khoảng nước sôi thả vô khoảng bao lâu là vớt nó ra nước hơi vậy đó, thì nó vừa sôi lên mình bỏ cá vậy là mình vớt là vừa nè. Ừ. Chứ mà anh để mà tới lúc mà anh ăn luôn nha là nó đắng cả nhà nhớ rồi nha. Cá với tôm chín vớt ra, vớt cái đầu lên thử coi uy tín không. Cái đầu thì còn gì nói nữa, không uy tín. Trời. Uy tín là khác. Chẳng đầy luôn. Quá trời quá đất rồi. Vớt rồi. Vớt bằng này cho đỡ nát. Vớt xong rồi cái mé bỏ mà mắm này vô. Dạ, em. Đúng rồi. Chào mắm không? Ừ. Là cá mình ăn tới chiều nó không có hôi anh ơi. Chứ để mắm vô là mình ấy. Để mắm vô là cá chiều nó nhớt nhớt mà nó làm sao á. Nhớ nha mấy chị em kêu hay đó. Gì đó. Thì em công thức của em làm vậy đó, em chia sẻ với cả nhà mình đó, còn ai mà có công thức ngon hơn chỉ ngược lại em. Nhờ chảo mắm thở ra không? Mình cho nó hết, nó xuống hết thì mình thả đổ nữa. Ăn cho nồi mắm thơm mày. Bởi vì cái mùi gì mà không tình cảm ở mùi mắm nha. Mùi mắm là khó quên nhất. Dính vô mình là nhớ hoài đúng không? Nghe mùi bài luôn mà, dễ gì mà tới chiều vẫn còn nghe mùi.
Vậy chạo chạo vậy có chỗ nước vô nó không? Thêm không? Mà còn em để như này nè anh. Cái em dạo cho nó hết luôn à. Con cá này nó mềm á, là em dạo là nó muốn gã xương hết chân luôn rồi nè. Đó. Cái xương nó muốn gã hết chân luôn rồi. Cứ dạo vô đó nha. Cứ nhiều khi bún mắm này cũng dễ nấu, mà có mấy chị em hay kêu nghe vợ chia sẻ cách nấu, chia sẻ cách nấu nè. Rồi bữa nay chia sẻ cách nấu của vợ em nha, không phải là chỉ vợ vậy hết trơn. Em chia nấu sao nấu thì nấu nhà. Ừ. Nhà thường ngày ăn sao thì làm gì vậy? Thôi, vậy là chạo chạo vậy lát xong mà không? Này nè, em để xuống nước mà nó. Cho nó ra từ từ. Rồi vậy là lát vớt xác rồi bỏ không? Đúng rồi, nó còn cái xác không mình bỏ. Rồi. Vậy đó. Rồi chút nêm nếm rồi quay tiếp nha nha xem. Rồi, dành nêm. Dạ em có nếm thử nó hơi lạc muối nha cả nhà. Thì em nêm nếm cho đầy đủ gia vị vô. Nè, em cho miếng muối vô. Tùy theo mắm nè, mắm mình coi nếm. Mình nêm có mặn hay lạc rồi mình không cho bỏ muối nhiều hết. Mình nêm đủ trước coi nó lạc hay là nó mặn á mình mới nêm được. Cho muỗng rưỡi đường vô. Một muỗng bột ngọt nữa. Mình cho tan gia vị đi rồi đầu sẽ dạng cho mình bắt bún ra cái là mình dùng được rồi đó. Vậy là muốn xong rồi đó hả? Ừ, xong rồi đó. Rồi lát mình nêm sơ lại coi nó có mặn lạc về mình bỏ một cái ít ít nữa phải không? Thì mấy anh chị nào cũng có nấu thì cứ nêm theo khẩu vị của gia đình mình. Còn mình thì mình nêm theo cái miệng cái khẩu vị của mình, gia đình mình. Rồi, vậy là xong một nồi nước lèo. Xong nồi nước lèo. Vậy là bắt bún ra là dùng. Đúng rồi, nhanh gọn lẹ, đúng mắm mày nấu nhanh lắm. Còn chiên chả nữa, quên đây, còn chiên chả nữa. Chiên chả nữa. Chiên chả nữa, không xíu là quên một cái topping chả rồi đó. Chả chả nữa. Chả nó chiên chả đây cả nhà. Giờ em nhắc qua đây em chiên chả. Giờ chảo nóng đổ dầu vô chiên chả. Đổ dầu nó sôi liền nha. Sao lại nóng quá nóng à? Bớt xuống chút. Đeo tay nặng nha. Bao tay chứ. Đỡ dính tay. Đỡ dính tay với lại vệ sinh đó anh. Vệ sinh ăn ngon phẩm nha. Để anh khảo sát vệ sinh ăn ngon phẩm anh phạt em sao? Phạt không? Phạt tối cho ngủ riêng. Thôi vậy gì không chịu rồi nha. Không chịu hả? Đó đầu cả không phải ngủ chung rồi. Trời ơi trời. Hai vợ chồng mà càng cự lộn càng quýnh lộn mình phải càng ngủ chung. Lúc lỡ giận nhau nó đi đâu mình đâu biết đâu, phải không anh? Trời à, chiên cục tròn vậy luôn hả? Trời ơi tao làm dịch dẹp cho nội ơi. Mượn mặt ơi, làm cho cái mặt. Nè dẹp như nè. Cái hồi mình cắt ra giống như chả cá Nha Trang vậy đó. Mà này chả cá Nha Trang phiên bản lỗi. Thì bản cà phê. Bản cà phê đó nha. Nhưng mà ăn cũng ngon nha, không có thua gì đâu à. Chả cá Nha Trang này nó dai, dai dữ, còn này cũng có độ dai nhưng mà nó dai không bằng thôi nhưng mà vẫn ngon. Đó, giờ bỏ vô. Để cái bao tay cho đàng hoàng để vô bao tay. Còn cái chảo này chiên thì có miếng nè, chút xíu thêm chiên thêm nữa. Bên này mẹ làm mứa ớt nè, lát chấm với cá tôm. Đó, cá nè, giờ múc miếng nước để cho nó nóng. Cho cá mình ăn hồi đang có bị khô quá anh. Không bị khô phải không? Ừ. Rồi. Rồi, giờ bắt bún ra. Chín hết rồi. Dầm cái nồi mắm nghe, cực hơi lên nó thơm quá trời. Thơm quá ha. Nhà bắt bún cái lát bỏ gạo lên trụng nha, đem ra ăn. Anh bữa nay anh làm mấy tô năng ký chứ đi. Nửa tô. Kỹ. Công ta nấu thì xác nhận nửa tô. Anh phải ăn hai tô đây, gắn ăn đây. Hai tô. Ừ, trong đây mẹ cũng được. Em ừ, nửa cửa chứ đi cha nội. Đó, giờ bắt gạo vô. Chuối. Nhà muốn. Mó. Giá hạ lên nữa. Wow. Giá vô. Trụng cái nó xìu xuống. Hạ. Đó, rồi cái cá là để riêng lát ai muốn ăn gấp. Bây gấp, giờ gấp, em trụng trước. Trụng trước. Cái bắt đầu em mới bỏ rau thơ rau găm vô. Nó lớn lên.
cho nó lúc lèo nhìn thấy đẹp quá à. Màu đẹp không? Này ra mình ăn sống rồi mình trụng sơ thôi chứ không cần cũng trụng chín quá. Để xíu là nó chín rồi. Rồi, dọn lên hết rồi. Bún sắp tô hết rồi. Cá, chả, tôm, muối ớt, chanh, quá ngon à. Giờ gia đình lên dùng, mời cả nhà luôn nha. Rồi, dọn lên hết rồi nha. Gia đình dùng. Để mời cả nhà dùng bún với gia đình em nha. Con mời ăn bún luôn nha. Con mở mặt cô chú ăn bún. Trời ơi, mẹ với em mặc tươi gói luôn. Mỹ Trinh thấy sao con? Dạ, con thấy mình em chỉ. Cứ mời bà ngoại, mời mẹ ăn bún mắm. Con mời chú Tú ăn bún với gia đình con luôn nha. Nay có bún mắm chú Tú rồi. Chú Tú, em nói phải bún mắm này. Con mời ông Tú ăn bún mắm với nhà em Tú ơi. Con mời ông ăn tô, à, con mời ông ăn bún mắm. Ăn bước đầu tiên ăn bún mắm là mình phải nặng trong một miếng chanh nó chua chua. Ớt rồi vô ha. Mình cho một miếng ớt rồi vô. Cá. Mẹ ăn gì mẹ gấp nè mẹ. Nhìn thấy cái chén muối ớt hay là chảy nước miếng rồi đó. Chả nè. Cá, tôm, đầu cá nè. Nặng muối gì đây nè muối ớt. Chiếc hà thôi. À không. Ồ. Oh. Mẹ ăn chanh rồi hả? Mẹ ăn chanh không? Mẹ ăn chanh vô rồi bỏ ớt rồi vô. Vậy là mẹ không cần ăn bún mắm bằng con rồi. Em thì khỏi nói. Nè anh, nước mắm anh nó có màu đỏ đỏ, cái cọng bún nó đỏ đỏ theo luôn nè. Nhìn nó ngon. Thơm. Cái này chắc ăn 2 tô. 2 tô, giờ này ăn 2 tô trước đi rồi cái chưa chưa đói bụng làm thêm đá thì ăn 2 tô nữa. Em mời cả nhà nha. Thế là ngon nhất đó. Cái chinh chích bà mẹ ăn tí nè. Ừ. Đá nhẹ miếng chả. Tấm miếng muối ớt chồng. Chả ngon nha. Chả bị dai chứ. Dai nè, ngon. Ừ. Húp mấy giọt miếng nước rồi. Nó đã của đời. Ăn con tôm. Quá ok à? Ok. Thơm mà mắm mà ok không? Mắm ngon nè. Thơm mà màu nó cũng đẹp luôn. Mẹ. Dạ. Gì? Miết đất. Trời ơi, trời ơi, mới là làm hài nữa kìa. Trời ơi, trời. Nó làm hài nữa trời. Chán rồi chứ. Tầm tầm xuống. Tầm xuống của nhà phải không? Tầm xuống nhà ở dài. Ừ. Chả thấy sao mẹ? Dài, chả dài. Thơm. Có. Cá họ cỏ không em? Em chưa ăn nữa mà xem biết được. Dạ. Ăn thử coi. Mời cỏ. Được, cá này ngon. Không gà em mua, em về đây em mua mấy lần rồi đó. Cá không hơi cỏ. Sao mà trên kia em mua sao hơi cỏ hoài luôn, lần nào cũng mua hơi cỏ. Nó không gà đi mua ở bàn mà chưa mua được. Không có thời gian không luôn. Không có thời gian mua luôn đó nha. Ăn bún này có cái bàn ngồi ăn mới được, nhưng mà anh dám ăn đâu được anh. Không có thời gian để đi mua. Khi em quay phim rồi giờ em chỉnh clip này kia tới tối không có thời gian đi. Đi bàn ở đây trong ruộng trong rẫy cũng khó kiếm. Theo cái loại mình ý muốn mình thích mà mình đi muốn nhiều màu mẫu mã thì phải đi ở Cà Mau. Màu xa lắm. Màu đi mấy chục cây á. Đi về là 50-60 cây số. Ok hay mẹ ha. Nè cái đầu nữa. Đúng rồi. Ăn cỏ má nè, người ta nói một lần ăn cỏ má sao mày mất duyên cái gì nè, hay là sao? Mất duyên gì đó, mà trời ơi, tại người lớn rồi là chậm ăn chứ không nói gì chứ mất duyên gì. Mẹ nói mấy người lớn chậm ăn chứ nít nói gì là phải ăn cái ngon. Mất duyên hay là mất gì con cũng không sợ, giờ con cũng có miếng duyên đâu mất. Em hết sợ mất duyên à? Em hết sợ mất duyên à? Nó nghe nó mất duyên nó sợ rồi. Đúng rồi, hồi nhỏ là nghe mà mất duyên hay gì hay là ăn trứng cá nổi mụn rồi đó. Đúng rồi, trời ơi. Ăn trứng cá, trứng của con cá á, là lần vào đó là cá lóc nè, trứng cái gô cá không có trứng nha. Để ăn trứng cá, nhưng cá nổi mụn chết nó còn nhỏ mà đâu dám ăn. Mà trứng cá nó ngon. Đúng rồi, béo. Chán thiệt ha. Chả thì ngon quá.
Tới lúc lớn mất là mất à. Tới mà nó vô viên rồi á. Ăn cỡ nó cũng vô viên. Mà không ăn nó cũng vô viên không? Đến vô duyên rồi là đâu có nói, tại cái đó là cái trong bản chất của con người. Đúng đi rồi. Ra thôi chứ đâu phải là ăn đâu mắc gì. Tới vô duyên rồi, bây giờ tới không ăn cử cái nào cũng vô duyên vậy. Người nhỏ mà mình có biết ở đâu nghe nó vô duyên sao mình ăn cái đồ nó vô duyên không sợ. Thì mình nghe theo người lớn mà nhỏ. Dạ. Khổ thiệt. Chứ nó ăn cá không? Dạ. Ăn cá không? Dạ có, con thích ăn gì ăn đó. Ừ, thích ăn gì ăn. Cá đó. Ăn mấy mẻ, mạnh cho mẻ thịt nhóc cá nè. Ăn vô. Hậu cá kìa, lượm bộ lòng ấy mẹ. Trời ơi. Nhường cho anh đó. Trời ơi. Thôi nhường cho em, em ăn đi. Ừ. Không ăn đâu. Cái yeah. Nó béo. Ăn đi. Cỡ gì? Em à, anh nói ừ. Cái gì? Ừ. Em mắc cổ nhưng mắc cỡ gì nữa. Tại em ăn đây để nhường cho anh ăn. Ừ. Em thương anh, nhường cho anh ăn. Wow. Quá ok, cảm ơn em gái rất là nhiều. Phải cảm ơn vợ yêu chứ không em gái. Cảm ơn vợ yêu. Em gái là người sao lạ. Em hiểu cái câu em gái với vợ không? Quên. Em yêu không? Bớt nha. Bỏ nha. Quên làm dữ rồi. Mà có lỗi phải đâu anh. Ừ. Quá ghê lắm. Mà nó chơi vậy nè. Kẹp ớt đó ha. Chả. Kẹp ớt, ăn ớt cho chai nó ngon. Quá đã rồi nè. Đã hả? Ừ, nhìn hấp nè. Bún cũng hết hà rồi đó, ngon. Bún toàn hết hà rồi đó. Hồi bây giờ em cũng tới đây cả nhà. Cả nhà đón xem video tiếp theo nha. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Cả nhà cho em xin lượt đăng ký, lượt like, được bình luận, lượt chia sẻ cả nhà. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà, cả gia đình. Bye cả nhà nha. Bye bye mọi người, sức khỏe nha.